Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em sóng các bác các bộ cần tầm trung để cho các bác câu lục, câu biển. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Các bộ cần này thì vừa túi tiền của bác nhá. Đấy, thích hợp cho các bác câu lục, câu biển. Đấy, thì ở đây em có hai bộ cần. Đấy, đi ở đây là hai bộ cần là bộ Daiwa VV Sup. Bộ Daiwa VV Sup với độ bộ đi với máy. Bộ thứ nhất là cần Daiwa VV Sup này. Đi với máy Phantom. Đấy. Cần Daiwa VV Sup đi máy Phantom. Có giá là 5.300.000, có giá 5.300.000 nhé. Còn bên này thì chúng ta có mẫu máy sốt cát 6.000. Đấy, máy sốt cát 6.000B. Đấy, cả bộ này có giá là 5.250.000. Đấy, 5.250.000 nhé. Đấy, có nghĩa hai bộ này với giá tiền ngang nhau. Với giá tiền ngang nhau các nhé. Một bộ là giá 5.350.000 này. Đấy, với một bộ là có giá là 5.250.000. Đấy. Đấy, tùy các bạn lựa chọn nhé. Hai bộ tranh nhau có 50.000 thôi. Hai bộ tranh nhau có 50.000 thôi. Dạ. Rồi, các bạn có nhu cầu thì alo em nhé. Bộ đầu tiên có giá là 5.300.000 này. Thì nhất đi vào máy trước nhá. Máy là máy Phantom Sup 5.000. Đấy mà. Màu tím pha xanh, tím pha xanh. Khá là gọn gàng. Size tương đương với lại 6 đến 8.000. Thông số của nó là 4.6/1, trọng lượng là 550g, tải max là 9kg và tốc độ dây là 94cm, 3 bậc đạn. Đấy, khá là vừa tay. Đấy, không quá to, không quá to nhé, vừa tay. Đấy, đi với lại một cuộn dù cá kiếm. Dù cá kiếm nhé, dù cá kiếm thì có size 2.5 và 3.0. Tùy anh em lựa chọn, đối với các em là tay trâu bò. Đấy, dù cá kiếm, 150m. Đấy. Kèm theo đi với cần Daiwa VV Sup dài 4m25, thu lại là 117cm, 4 lóng, trọng lượng là 480g, đường kính ngọn là 2.6mm, đường gốc là 24.7mm. Màu xanh ngọc. Cây này là cây tốt nhất trong phân khúc từ 3.5 triệu đổ lại nha. Không có cây nào vượt mặt được dòng Daiwa VV Sup này đâu. Khuyên Pat Fuji. Rồi em tháo cho bác. Nếu là bác nào biết về dòng cần này rồi thì không nói. Có một vài bác không biết về dòng cần này. Thực ra cái dòng cần này bây giờ nó khá phổ thông, phổ biến giống như dòng Pride Sup chữ đen hay Pride Sup chữ đỏ. Nó không còn xa lạ gì với các bác nữa cả. Đây qua nó rất là ưu ái phải không? Mẫu này cũng là mẫu em làm độc quyền đầu tiên. Đấy, hiện nay thì nó đại trà rồi. Đây. Màu xanh ngọc nhé, Daiwa VV Sup 33425, màu xanh ngọc. Đấy. Các bác biết tại sao có màu này? Màu này là màu em lên ý tưởng. Màu em lên ý tưởng. Sản xuất tại nhà máy Daiwa được Trung Quốc nhé. Phân phối nhập khẩu bởi Daiwa Việt Nam chính hãng này. Tem này. Khuyên Pat Fuji, hàng xịn luôn, chứ không phải hàng lởm khởm. Đối với những cây cần tầm trung của Shimano hay Daiwa thì đều được trang bị dàn khuyên Fuji 5 khuyên và có định vị khuyên là định vị khuyên. Đấy, trừ một số dòng đời sâu hơn thì nó không có định vị khuyên, còn những đời mới bây giờ đều có định vị khuyên hết. Định vị khuyên này. Đấy. Thì định vị khuyên thì thiết kế ở Shimano với Daiwa khác nhau nha. Daiwa thì nó thiết kế là sọc sọc như này, sọc sọc như này, còn Shimano thiết kế hình xoắn ốc. Đấy, là mỗi một hãng nó thiết kế khác nhau, còn chức năng công năng giống nhau, không có gì khác nhau cả. Nó chỉ khác nhau về kiểu cách thiết kế thôi. Vì hai hãng nó là hai hãng cạnh tranh nhau mà. Thì chúng ta mới nhắc đến đồ Nhật thì đa phần anh em nắm được, cả chúng ta biết được đến hàng Daiwa với Shimano nhiều. Tuy nhiên ngoài ra thì đồ Nhật còn có các hãng nổi tiếng khác như Gamakatsu, Ryobi. Nha.
Olympic. Đấy, không phải là chỉ có hai hãng này đâu. Đấy, trang bộ thứ hai có giá là 5.250.000. Thì cũng tương tự như vậy, một cần Daiwa Vegasup này. Đấy. Một dù cà kiếm này. Một dù cà kiếm này. Đấy, dù cà kiếm này anh em biết nó là dù trâu bò trong phân khúc bình dân. Vừa tiền. Đấy, dù cà kiếm này. Đi một con máy sốt cát 6.000. Sốt cát 6.000 tương đương với 10-12.000. Tương đương với 10-12.000. Tín hiệu cho động là 4.9:1, trọng lượng là 655g, tải max là 15kg, tốc độ dây là 106cm, một bạc đạn. Đấy nhé. Đây máy thì nó màu xám pha với lại màu trắng bạc. Đó. Với lại viền chút vàng. Máy rất là khỏe nhá, to khỏe. Dòng này sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Việt Nam nhé. Daiwa đặt Việt Nam. Còn con Phantom kia thì là sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Trung Quốc nhé. Đấy. Đấy, bác nào thích mẫu nào thì alo cho em nhé. Đấy, giá của hai bộ cần em nói rồi nhé. Giá hai bộ cần, giá bộ thứ nhất là 5.3 triệu, giá bộ thứ hai là 5.250.000 đấy nhé. Đấy, bác nào cần thì alo cho em. Còn nếu các bác lấy rời cần thì cần có giá là 3.5 triệu nhé, 3.5 triệu. Còn máy thì Phantom đang là 1.6 triệu, còn sốt cát 6.000B giá là 1.450.000. Các bác nào cần thì cứ alo cho em thôi. Em để cả số điện thoại trên tiêu đề và mô tả. Và cuối video cũng có nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Hiện tượng bị lừa đảo. Đấy. Mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing. Thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé. 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331. Và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang, và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch. Đấy, không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dùng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá. Và giao dịch bằng hai số tài khoản. Đấy, một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng. Agribank. Đấy. Đấy, bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào đấy, mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu đấy, để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh. Vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá, các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên các anh em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác. Đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Trình, Thái Thụy, Thái Bình. Tiếp theo là hàng của bạn Ban Văn Lâm, Thanh Trì, Hà Nội. Đây vẫn là hàng của bạn Ban Văn Lâm ở Thanh Trì, Hà Nội. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Văn Trúc, Hà Tĩnh. Còn đây là hàng của bạn Mỹ Đình Long ở Thường Xuyên, Thanh Hóa. Tiếp theo là hàng của bạn Cao Khánh Toàn, Thạch Thất, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Phạm Minh Đức ở huyện Bà Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là hàng của bạn Lò Văn Ly ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Tiếp theo là hàng của bạn Phạm Thế Dương ở tỉnh Hưng Yên. Còn đây là hàng của bạn Lê Như Ý ở tỉnh Hải Dương. Và đây là hàng của bạn Nguyễn Trần Dương ở Thủy Nguyên, Hải Phòng.